Vì yêu thương, cha mẹ luôn muốn cho con những gì tốt đẹp nhất. Tôi với ổng không bao giờ mà để cho Thịnh thiếu thốn cái gì hết trơn á. Lúc nào cũng lo cho nó đầy đủ á. Nhưng có khi nào chính sự sợ hãi còn bị thua thiệt đẩy chúng ta đi quá xa? Mà nó mượn tiền cậu nhiêu? 50 triệu á cô. Hả? Bây giờ trách ba mẹ cũng đúng. Tại vì đó là do phần lỗi là ở người lớn. Khiến con mất cơ hội nhìn nhận đúng về bản thân, vô tâm với tình thương của cha mẹ. Thương con, nuôi con thì phải biết dạy con. Nếu cha mẹ không muốn con thua thiệt và bảo vệ hết mình thì con sẽ thua thiệt. Đây là đứng trong tâm trạng một người con. Tất cả mọi thứ trên đời đều phải trả giá mới học ra được. Quyền năng phái đẹp chủ đề cha mẹ sợ con bị thua thiệt sẽ mở ra nhiều góc nhìn giúp chúng ta gỡ rối. Chương trình được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ 6 ngày 8 tháng 11 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.